Hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Giới thiệu các bạn, bên tay phải các bạn là có một lô đất là tương đối đẹp, tổng diện tích là 2.929 m². Trước mặt các bạn là đường tỉnh lộ 446 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ rẽ trái để ra đường đại lộ Thăng Long kéo dài. Mình sẽ đo khoảng cách cho các bạn là từ lô đất ra đến đường đại lộ Thăng Long là bao xa các bạn nhé. Đây là mặt đường tỉnh lộ 446 các bạn nhé. Đây là thuộc thôn Đồng Sổ, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Ở đây thì rất phù hợp để quý vị anh chị có thể mua đất để mà làm xưởng, vì hiện tại giá đất ở xã Yên Trung này thì đang rất là rẻ các bạn ạ. Đang rất rẻ luôn. Vào trong Yên Trung này thì các bạn nhìn thấy núi non điệp trùng rất là thơ mộng, cảnh quan rất là đẹp các bạn. Trước mặt các bạn ở bên tay phải mà cái ngọn núi cao cao đây là khu du lịch Thác Bạc Suối Sao các bạn nhé.
Đây là đường 446, đường lên xã các bạn nhé. Mình đang đi ở xã Yên Trung ra đến xã Yên Bình các bạn nhé. Đây đang thuộc xã Yên Bình rồi các bạn nhé. Thì ra người ta có tiền. Mình đã rẽ vào đường Bãi Dài rồi các bạn nhé. Và đây là được địa phận của xã Tiến Xuân rồi các bạn.
vừa đi qua cổng khu du lịch Xanh Villa các bạn nhé. Giá đất ở mặt đường bãi dài này thì đang dao động là từ 5 đến 8 triệu một mét vuông các bạn. Đấy là mặt đường nhựa, mặt đường to này các bạn nhé. Trước mặt các bạn là đường đại lộ Thăng Long kéo dài, hay còn gọi là đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình các bạn nhé. Ở đây thì cái mật độ kinh doanh nó khá là ổn các bạn nhé. Như các bạn nhìn thấy thì hai bên thì rất nhiều các cửa hàng cửa hiệu, rất nhiều các nhà hàng. Bên tay khai phải các bạn là khu khu biệt thự Xanh Villa nhé, Xanh Villa các bạn nhé. Ở cái mặt đường đại lộ Thăng Long kéo dài này thì hai bên đều là đất không sổ đỏ các bạn nhé. Hiện tại thì cái đường đại lộ Thăng Long này đang có quy hoạch mở rộng là 80m các bạn nhé. Mỗi bên là 80m các bạn nhé. Và đã có chỉ giới đường đỏ rồi các bạn. Tại thì đường rất là đông các bạn. Cái đường từ khi mở rộng cái đường đại lộ cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình, từ khi bắt đầu thông đường Hòa Lạc Hòa Bình thì cái mật độ giao thông ở cái đường đại lộ Thăng Long này nó tương đối là lớn. Như các bạn nhìn thấy thì rất là nhiều xe, rất đông xe luôn. Đường lúc nào cũng chật cứng xe. Và đường thì rất là bụi các bạn. Vì hiện tại ở Hòa Lạc thì đang trong giai đoạn là phát triển, đang phát triển. Vì thế nên là xe chở đất cát và xây dựng rất là nhiều, nên là rất là bụi, đường rất là bụi.
Quý vị đang theo dõi bản tin thị trường bất động sản trên kênh Bất Động Sản Thạch Thất. Quý anh chị nào muốn mình tư vấn về đầu tư bất động sản hay là tư vấn về quy hoạch sử dụng đất thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại cầm tay của mình là 0902 số điện thoại cầm tay của mình là 0943456766. Các bạn có thể liên hệ với số điện thoại cầm tay của mình là 0943456766 các bạn nhé. Mình sẽ tư vấn cho bạn một cách trung thực và nhiệt tình nhất các bạn nhé.